Bùi Hoàng Việt Anh tập riêng, huấn luyện viên Chu Si trấn an người hâm mộ. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải tập riêng cùng chuyên gia thể lực trong buổi rèn luyện cách trận đấu với Indonesia 3 ngày nữa. May mắn là anh sẽ sớm trở lại cùng toàn đội. Chiều tối ngày 16 tháng 1 theo giờ Qatar, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Trong khuôn khổ lượt hai bảng D vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Cũng như buổi tập trước đó một ngày, huấn luyện viên Chu Si vẫn chia đôi đội hình. Một mặt, ông muốn lực lượng đã thi đấu với Nhật Bản được hồi phục thể trạng. Mặt khác, những cầu thủ dự bị hoặc ít được thi đấu sẽ tham gia rèn luyện chiến thuật. Theo kế hoạch, vào ngày 17 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ gộp hai nhóm lại để rèn luyện cùng nhau. Ông Chu Si sẽ hướng đến những bài kỹ chiến thuật cùng đấu pháp cho màn so tài với Indonesia. Trong buổi tập này, đội tuyển Việt Nam chứng kiến hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải tập riêng. Được biết, Việt Anh bị đau phần mềm trong trận đấu với Nhật Bản nhưng không có gì nghiêm trọng. Anh sẽ trở lại tập luyện vào ngày mai. Điều này khiến fan cảm thấy bớt lo lắng cho đội tuyển Việt Nam. Bởi trong bối cảnh Quế Ngọc Hải không thể tham dự giải vì chấn thương, Việt Anh được xem là chỗ dựa tin cậy nhất nơi hàng thủ, những chiến binh sao vàng ở thời điểm hiện tại. Trong trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản, Việt Anh còn là cầu thủ chơi hay nhất đội. Trung vệ này chơi bóng cơ động và linh hoạt trong khâu hỗ trợ triển khai bóng từ phần sân nhà và cực chủ động trong những tình huống cắt bóng ở khu vực giữa sân. Theo những con số thống kê của Sofaco, Bùi Hoàng Việt Anh đã giành chiến thắng 5-7 tình huống tranh chấp tay đôi, thắng 2/3 ở những tình huống tranh chấp trên không, sở hữu 54-77 đường chuyền thành công. Ngoài ra, bản đồ nhiệt dưới đây cũng cho thấy sự linh hoạt và chủ động của Bùi Hoàng Việt Anh trong những tình huống hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự. Vào lúc 21:30 ngày 19 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia ở lượt hai bảng D, vòng chung kết ASEAN Cup 2023.